Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là ngày 3 tháng 9, có về một số hàng. Đây là cặp loa L26 The Cat. Đây bậc cầm này đã có chủ rồi nha các bác. Cặp này của các bác dành và đã chuyển tiền cọc rồi, chiều nay em cho lên đường cho bác luôn. L26 The Cat nha các bác, rất là đẹp nha. Xuất sắc. Giá cặp này là 11 triệu bao ship nha. Sáng nay em có về một cặp BVK dòng loa nòi của Anh Quốc nha. Cặp này là mã DM603. Rất là đẹp nha các bác. Một hai bát một chép chép đom vàng cao cấp nha. Cặp lò rất là mới nha, giá 14.500.000, lo thùng quách xuất sắc luôn nha các bạn. BVK DM603, cặp lò này có sở hữu là ba đường tiến và một lỗ thông hơi phía trước. Cặp lò mèo vàng nha các bác, vàng rất là đẹp, e-keng đẹp luôn nha, e-keng zin luôn nha, rất là đẹp luôn. Giá 14 triệu 500 ngàn. Các bác nào nhanh tay thì lấy nha. Các bác có thể thấy được tiếng loa này. Rất là đẹp nha. Các bác thấy nha, rất là đẹp. Là phía sau cặp loa rất tuyệt vời nha. Đấy. Loa bãi về, chạm loa nó dính nha. Đây là đem chùi rồi các bác nha. DM603 120W trên một loa. 8 ohm nha các bác. Đây. Đây là những con âm ly sáng nó về và những con lọc. Đầu tiên đây là ba con e bay về, đây là con Sansui Receiver 661 nha các bác. Con này giá 7 triệu 500 ngàn. 661 e bay rất là mới nha. Đẹp keng cho bên nha. 7 triệu rưỡi nha các bác. Tiếp tục đó là một con Fixer 450T. 450T, con này đấu e bay về luôn. Con này giá là 17 triệu 500 ngàn. 450T. 17 triệu 500 ngàn nha các bác. Tiếp theo đó là một con Sansui 2000X nha. Con này giá 14 triệu rưỡi. Đẹp cứng cửa luôn này. 14 triệu rưỡi. Và tiếp theo đó là một con Sansui Receiver QR6500. Con này công suất 470W, chạy 8 sò sắt. Rất là mới. Giá là 16 triệu 500 ngàn. Và tiếp tục nay cập bến một con Pioneer QX949 nha. Con này là dòng khủng nha, chạy 8 sò sắt, 530W. Ngoại hình rất là gấu nha. Con này rất là hiếm, nay mới được về một con các bác đây. Giá là 15 triệu các bác, giá 15 triệu. Vâng, và đây là những con dòng rất là hot, đó là 309X và hai con 309V, nay cập bến luôn nha các bác. Hay là như sản phẩm hàng đấu mạng về. 309V là giá 27 triệu, còn 309X là giá 30 nha các bác. 309X nha. Giá 30 triệu. 309V giá 27 triệu về được hai con. Hay là con khủng long luôn, QRX 7500, con này giá 21 triệu. Rất là mới luôn nha các bác. Bốn là hồi vô. QRX 7500 giá 21 triệu. Và đây là những con lọc nha. Một con Technic SH8065. Con này giá 7 triệu 500 ngàn. Và một con Victor CM770. M770 giá là 6 triệu 500 ngàn. Con này là chúng ta chở miền Tây. Và hai đèn nước rất là đẹp, volume tổng nha. Con này có thể dùng làm bre nha các bác. 6 triệu 500 ngàn. Một hình rất là đẹp, bóng gương. 6 triệu 500 ngàn. Tiếp tục đó là một con Equine Victor V7. Con này giá 5 triệu 500 ngàn. V7 đẹp keng nha. 5 triệu 500 ngàn. Tiếp theo đó là con C70. Về được một con. Giá là 8 triệu 200 ngàn. Có Capolo nha. Và con một con C7070, con này 9 triệu rưỡi nha các bác. 9 triệu rưỡi. Con này là có thể chạy được 4 nguồn điện nha. Con này nó chạy 4 nguồn điện, chúng ta chuyển điện bên trong con lọc và mở nắp ra. C7070. Dòng đầu bảng bự nhất nha. Dòng khủng long nha. 9 triệu 500 ngàn. Thằng này xuất sắc cái nha các bác. C70 là 8 triệu 2, con 7070 là 9 triệu rưỡi. V7 là 5 triệu rưỡi nha. Con M770 6 triệu rưỡi, Technic 8065 7 triệu 500 ngàn.